Kim đang có mặt tại thành phố đô Lisbon. Kim tới đây từ ngày hôm qua, gia đình tới đây từ ngày hôm qua. Và hôm nay thuê một cái căn apartment, một căn hộ tại cái khu phố cổ. Thì hôm nay là những ngày đầu tiên, Hiệp đặt chân đến thủ đô của Lisbon. Thì Hiệp thấy rằng đó là một cái điều rất là thú vị, là cái lối kiến trúc thì nó cũng phải nói là nó có phần khang khác hơn tại Na Uy. Và điều đặc biệt là những cái con đường mà nó lát gạch men, lát gạch ở dưới đường thì nó rất là khác. Hiệp sẽ cho các bạn thấy cái quang cảnh sinh hoạt của thủ đô Lisbon trong cái ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021. Xin mời quý chị cùng Hiệp và chúng ta cùng xem quang cảnh của đô Lisbon trong cái ngày nắng đẹp. Hôm nay là nhiệt độ dưới 18-20 độ của chị nha. Hiệp sẽ chia sẻ cho quý chị thấy hình ảnh của thủ đô Lisbon giữa trung tâm thành phố vào cái mùa dịch như thế nào. Và thật sự thì trong tình hình cái cơn đại dịch nó vẫn còn đang lây nhiễm rất nhiều ở tại nước châu Âu, đặc biệt tại Đức Quốc. Ngày hôm qua Hiệp thấy một con số rất là kinh hồn, đó là chỉ riêng ngày hôm qua thì Đức có ghi nhận là 50.000 người đã bị lây nhiễm, một con số không thể tưởng tượng được quý anh chị. Vậy thì mình tiếp tục xoay lại cho các bạn xem cái quang cảnh đường phố của thủ đô Lisbon như thế nào nha. Rồi các bạn, đây, sáng nay gia đình mình với 4 thành viên từ một xứ lạnh Bắc Âu, âm 1 độ, mà qua đây thì hôm nay nhiệt độ đến gần 20 độ luôn quý anh chị. Trời rất là ấm. Một cái điều mà dễ nhận thấy rằng đó là đây là một cái con phố mà hôm qua tụi này thuê cái căn apartment ở ngay căn ngay cái khu phố cổ. Đúng là phố cổ quý anh chị. Nói đến phố cổ thì bất kỳ các quốc gia nào cũng có con phố cổ, là có nghĩa là những con phố mà nó xây dựng lâu đời trước khi những cái tân những cái nhà tân kiến trúc mà nó được xây dựng thì những cái những cái khu những cái kiến trúc dinh thự, những cái kiến trúc nhà của những căn phố cổ nó rất là phải nói cổ. Mình thì thấy ở Oslo là chẳng hạn như cái khu vực Greenland thời gian nó đã là khu phố cổ rồi, Runeberg là phố cổ rồi, nhưng mà mình qua bên đây mình thấy nó còn cổ hơn nữa quý anh chị. Nó cổ đến mức độ mà quý anh chị có thể thấy đây là giữa thủ đô Lisbon, mà quý anh chị thấy là nó có những cái loại đá gạch mà quý anh chị thấy nè, nó gạch như vậy nè quý vị nè, từng những cái loại gạch mà viên nhỏ 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 vậy mà hàng hà sa số, mà quý vị thấy con đường nó bóng loáng luôn. Thì nghĩ nếu ở đây mà thực sự những cái loại gạch này á, mà nó được dùng, nó không bao, sẽ không bao giờ dùng được ở bên các nước Bắc Âu đâu. Bởi vì tại các nước Bắc Âu á, khi mà mùa đông tới mà trời nhiệt độ nó lạnh á, thì nó sẽ đóng một lớp lớp xương mỏng và một lớp mà ẩm ướt lên trên, và nó sẽ gây trơn trượt té rất là nguy hiểm. Nhưng mà bên đất nước Bồ Đào Nha này thì thật sự thì nó không có lạnh giá giống như là các nước Bắc Âu, thành ra cái kiểu mà cái loại gạch như vậy giữa đường phố như vậy nè, thì quý vị thấy là nó hầu như là nó là một hình ảnh dễ thấy. Đi chung quanh cái phố Lisbon thì chỗ nào cũng là như thường thường là như vậy quý vị. Ok, bây giờ mình xem thủ đô Lisbon. Tới đây thì phải nói rằng là wow, thật sự thì đi cái thành phố nào thì Hiệp nghĩ rằng là hãy tới thủ đô mới biết được cái nhịp sống, cái cách sinh hoạt, văn hóa, rồi tất cả những cái điều mà mình muốn tìm thấy ở đây, từ các cửa hiệu rồi đồ hiệu, áo quần, giày dép, rồi phải nói là không thiếu gì. Thủ đô là vậy quý chị. Thành ra Hiệp vẫn thích là mình đi du lịch, đi nước nào đi nữa thì cũng phải một lần ghé đến cái thủ đô của nó. Cái gì đây? Bây giờ là chỉ mới có buổi sáng, còn sớm lắm. Buổi sáng bây giờ trời bây giờ là chỉ mới có là 1 giờ 10 buổi chiều của giờ của Portugal, và 2 giờ 10 của giờ các nước châu Bắc Âu.
và mình đi thử một vòng ở ngay cái con phố này như thế nào. Sáng thì Hiệp thấy nó cũng không khác gì cái nét văn hóa của bên các nước Tây Ban Nha, bởi vì quý anh chị biết rằng đó là Lisbon cũng như là đất nước Bồ Đào Nha là một đất nước mà cái lục địa của nó đó thì nó nối liền với Tây Ban Nha. Về trên biển thì nó là một cái vùng bờ biển Đại Tây Dương nó bao quanh, thành ra Bồ Đào Nha là một đất nước mà hải sản rất dồi dào và phong phú. Khi tới đây thì trên các mạng xã hội thì người ta thường đưa ra những thông tin nói là khi tới đất nước Bồ Đào Nha đó thì nên ăn 8 món ăn đặc biệt, đặc trưng, đặc thù của đất nước Bồ Đào Nha. Một trong những món đặc thù nhất đó là cái món bacalao. Bacalao là cái món mà nó chế biến từ cá. Chế biến từ cá mà chưa ăn thử nha quý vị. Hôm nay chắc là Hiệp cũng sẽ gia đình ăn thử. Và khi Hiệp tới đất nước Bồ Đào Nha này, Hiệp cũng muốn làm sao mà mình ăn được những cái món ăn có tính cách mà truyền thống đặc trưng của đất nước đó, cũng như là mình đi một số các nước người nước ngoài tới Việt Nam thì họ vẫn thích ăn thức ăn có lại cái món đặc thù của Việt Nam mình, đó là cái món phở quốc hùng quốc tế của Việt Nam mình ha. Thì đi một vòng trong vòng quý anh chị ha, để mình xem thử cái đường phố thế nào. Hiệp đến tại đất nước Tây Ban Nha chẳng hạn như là Alicante rồi Gran Canaria rồi, thì cái nét văn hóa, cái sinh hoạt ở giữa đường phố nó cũng gần, nó không khác nhau nhiều lắm. Tôi nghĩ là ở giữa đường phố như vậy nè, giữa con phố đi bộ như vậy nè, là người ta đặt trước, người ta đặt những chiếc bàn coi như là nhà hàng lộ thiên vậy đó, hay là cà phê lộ thiên vậy quý anh chị, để cho khách du lịch rồi những người đó, những cô cậu đứng giới thiệu những cái món ăn của nhà hàng mình đó, đại khái như vậy. Đó, quý anh chị xem nơi nào ở giữa đường cũng có những dãy bàn của các nhà hàng họ đặt trước đó. Có nghĩa rằng là mình ngồi đó ăn và bắt đầu mình vô mình order và xong người ta bưng ra ăn quý anh chị xem. Nhìn, mình tới gần mình xem. Tới gần xem. Một điều thấy ở cái đất nước này là người ta không có khó chịu với những vấn đề truyền thông nha quý chị nha. Hiệp rất ngạc nhiên là Hiệp nghĩ rằng khi mà mình đưa vào trong siêu thị hay là vào khách sạn mình đưa máy quay phim ra thì mình quen với cái lối sống khép kín của người Na Uy rồi. Ở người Na Uy ở Bắc Âu rồi. Có nghĩa là khi mà ở Na Uy quý chị mà muốn đưa máy quay hình quay phim ở một cái nơi công cộng nào quý chị phải cẩn thận, là bởi vì có rất nhiều người họ khó chịu, họ cảm thấy là không có được hay lắm, hay là họ cảm thấy rồi. Thành ra thì muốn chia sẻ với quý anh chị, khi mà đặc biệt đó là mình tới tại cái đất nước như các nước ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này đó, thì khi mình quay phim rồi đó, thì người ta không phải lộ khỏi khó chịu gì cả. Đó là một cái điều rất thú vị cho những cái chị nào muốn chia sẻ, những chị nào YouTuber hoặc những chị nào làm phim chẳng hạn. Hiệp dễ thấy là sáng nay đi vào trong một cái siêu thị nhỏ ở trước apartment Hiệp đang tụi này đang ở, thì đưa máy quay phim lên thì anh chàng quầy hàng rồi những cái cô phục vụ đó thì họ cảm thấy họ vui vẻ và họ cảm thấy điều đó điều bình thường. Mà ngược lại đối với người Na Uy thì có nhiều người họ rất khó chịu, bởi vì người Na Uy họ chưa có cái lối sống phóng khoáng thoải mái như là những các nước ở bên địa Trung Hải này quý anh chị. Bây giờ mình đi một vòng xem tiếp ha. Không khí gió mát rồi mình được thưởng ngoạn cái không khí, phải nói là nó khó diễn tả lắm. Mà quý anh chị biết không, đặc biệt đó là quý anh chị nào nếu mà chưa biết thì cũng xin được bật mí luôn, là quý anh chị nhìn những cái máy ATM này, những máy rút tiền này đi nước nào thì cũng có, đúng không? Dĩ nhiên rồi, tại cái máy ATM là một cái nơi mình không thể nào thiếu được khi mình đi du lịch, đúng không? Hoặc là ở tại quốc gia quý anh chị vậy. Nhưng mà quý anh chị biết rằng là cái chiếc máy ATM này, cái sự phát minh của nó, cái sự ra đời của nó và cái sự nảy sinh, cái ý tưởng của nó từ ban đầu quý anh chị biết ở đâu không? Từ đất nước Bồ Đào Nha. Quý anh chị không tin thì quý anh chị thử lên Google thì kiếm là quý anh chị sẽ biết liền à. Đó, chiếc máy ATM là cái phát minh của Bồ Đào Nha quý anh chị. Tìm hiểu đi, thú vị lắm. Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha là một cái đế chế, là một đế chế hùng mạnh lắm. Đã có một cái thời gian trước thời lịch sử là
đến một phần những cái nước mà như là một số các nước châu Âu á, là phải nói là cũng thuộc về Bồ Đào Nha trong cái giai đoạn lịch sử đó. Mà quý chị tìm hiểu lịch sử ra thấy Bồ Đào Nha là một cái đất nước lại nói rằng là nó có một thời kỳ lịch sử rất là hào hùng. Ok, chắc chắn trong những ngày gần đây ở lại đây trong một tuần Hiệp sẽ có nhiều cái điều chia sẻ quý vị lắm. Mà Hiệp, chính Hiệp cũng phải là người rất là háo hức, là người một người háo hức. Chứ gì thấy đằng xa kia có nhà thờ không? Hiệp ở gần đây sáng sớm cứ rung chuông anh chị đó, cái nhà thờ. À, quá thú vị quý anh chị ơi. À, chắc chắn mình sẽ có nhiều cái điều để chia sẻ trong suốt một tuần lễ lưu lại đây. Ừ, và điều chắc chắn là mình phải hưởng thụ những cái giây phút ngắn ngủi để trở về lại đất nước Na Uy để bắt đầu là chùm mình chùm chăn trong gần 6 tháng trời của chị. Ok, xin hẹn gặp lại trong những cái clip lần tới. Nhớ theo dõi và ủng hộ Hiệp nha. Cảm ơn quý chị rất nhiều.